Hello, welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con gamer One Piece Naruto phiên bản mới nha các bạn ơi. Ok, nhưng mà trước tiên thì Em đang nâng một con. Nằm đâu à? Đây đúng không? Hình như ở đây nó hiếu còn nhiều á. Qua bên này nè. Qua bên này thì chắc là chúng ta chỉ nâng Uta thôi chứ nâng gì giờ đúng không? Trời ơi. Ok. Đang nâng một con lên 12 sao để mà nâng con Roger lên các bạn ạ. Nhưng mà Heo thấy không đủ mảnh cho chúng ta chơi rồi, nên là chúng ta sẽ vào đây và cho nó quay ha. Trong khi nó quay để mà chúng ta có tướng thì Heo sẽ để chế độ auto nha. Rồi, ok. Đó, auto. Đó, nhanh thiệt nhanh. Rồi, Heo sẽ cài đặt auto để mà nó làm việc và chúng ta sẽ đến với thông tin server hả? Nè, thời buổi này công nghệ hiện đại đó. Đây, thông tin server Quyền hội vua hải tặc phiên bản cập nhật mới nhất hiện nay chính thức khai mở server S26 râu trắng. Thời gian là 10 giờ ngày 29 tháng 11 2022. Tải game tại Quyền hội vua hải tặc.com. Chơi ổn định trên nền tảng Android và giả lập PC, tỷ lệ nạp siêu rẻ đang khuyến mãi 500%. 100.000 Việt Nam đồng bằng 5.000 xu web bằng 12.500.000 kim cương. Chỉ cần nạp 100.000 để ủng hộ game sẽ được toàn bộ bộ code sự kiện tầng và tặng thêm 3.500 xu một lần một tầng mà không cần tham gia long tin và có nguy hiểm phanh cứng. Chơi ngay không gì à, đây là hướng dẫn chơi game với lại các mẹo ha. Ở đây là bộ code. Đó, sự kiện đua top lực chiến S26, đua top lực chiến 7 ngày nhận ngay quà to và su web. Thời gian diễn ra từ 29 tháng 11 đến 0 giờ ngày 6 tháng 12. Top 1 30 triệu kim cương, 2 tỷ belly, 2 tỷ a ship tướng, 2 triệu cường hóa huấn luyện, 30 tinh diệu phù văn, 2.000 đá hức tỉnh năng lượng, 400 đá hức tỉnh thiên khải. Top 2 nè ha, 3, 4, 5 đồ nè ha. Event nạp, rồi event long tin line xe nhận ngay 5 triệu điểm A-Ship VIP, 5 triệu kim cương, 500 triệu A-Ship tướng, 500 triệu belly, 100 đá hức tỉnh năng lượng ha. Đó. Ok man. Rồi nãy giờ nó chạy cũng nhiều rồi, không biết có con tướng nào ngon không đây. Rồi, vô. Chủ yếu là lấy mấy cái hồn tướng đem về để nâng lên 12 sao thôi. Nhưng mà nâng 12 sao thì nó cũng có cái giá của 12 sao các bạn ạ. Ủa mà tại sao con Uta lại nằm bên phía này ta? Đáng lý ra là hải quân là Uta phải nằm bên phía hải tặc chứ tại sao Uta lại nằm bên phía hải quân? Ê, thôi ok, chơi game được rồi, đừng quan tâm gì nhiều. Quan tâm nhiều chỉ tổ nhức đầu thêm chứ không có làm gì cả. Ok. Rồi, râu trắng nè. Đáng tiếc là giờ là ta chơi mấy con tướng mới rồi. Râu trắng thì để đó đi. Đó, vô game. Đây, tiếp tục nâng Uta. Nhưng mà cũng phải nâng vài con cho nó lên như 3-4 con gì đó. Rồi. 3 con. Được rồi. Rồi, đã có boost nâng tiếp rồi. Đó, lên 8 sao. Rồi 9 sao, rồi 10 sao, rồi 12 sao.
là chúng ta có thể đi nâng con khác được rồi. 9 sao, 10 sao, 10 sao nè ha. Rồi bây giờ nâng hai con Uta. Uta đâu? Luôn á, đây. Nâng hai con Uta lên 6 sao. Dạ, cũng hơi tốn à, không biết đủ để nâng con Uta lên 12 sao không đây. Không đủ thì chúng ta ra shop chúng ta mua thêm ha. Rồi. Đó, đủ luôn nè, 11 sao nè. Rồi, 12 sao, 12 sao nè. Ơ, sẵn là lên 13 sao luôn không? Nó còn nhiều mà. Thôi thôi thôi, còn rậu trắng lên chứ nâng mấy con kia làm gì. Đó, đó, tại vì dồn hết quà VIP vô nuôi con rau ở lộc, nuôi con rau đe cái gì Roger, cứ câu rau hoài bà mẹ nó. Đâu rồi, cửa hàng rau dơ nè hả? Đây, rau dơ đã đạt giới hạn mua rau dơ. 200, 200 thì nếu ấy thì mua được tới bự con lần. Rau dơ lên được. Ôi đủ nè. Trời ơi. Đó, lên tiếp ha. Chúng ta lên được nữa không ta? 4 con. 4 con thì hiện tại mình đang có 4 con lên được cũng 13 sao á các bạn. Vậy để nâng tăng cấp cho con này xong rồi mình qua mình nâng cấp cho con Uta rồi chúng ta đi quẩy là vừa rồi. Vô trong ba quẩy bưng nóc luôn ha. Đó. À, rồi còn bá khí. Nào nào, bá khí là cái việc khá là khó khăn nên là chúng ta sẽ vào shop chúng ta mua ha. Đó, ước gì cái shop bá khí mà cho reset 5 6 7 8 chục lần thì nó hay quá. Ok, đã lãnh ngộ, đã lãnh ngộ à. Rồi, tôi cũng đi lãnh ngộ đây. Shop nhiều mà nên là chúng ta mua hết ha. Đó, ngại gì bết bạn. Ngại gì bết bẩn. Đó. Quy được 3 lần và tốn tiền được 20 lần thì tổng là 23 lần. Theo kinh nghiệm chơi vài game và vài server thì nếu mà chúng ta đã có được cái điểm shop này thì chúng ta sẽ mua hết luôn ha. Không cần mà phải kiên kỵ hay là chờ đợi gì cả. Bởi vì các bạn tập trung một con thì mai chiều con khác các bạn lỡ mà cần món đó thì đâu có đâu chơi. Đâu có đâu nâng lên kỹ năng. Đấy, mua hết đi. Kinh nghiệm của một con người đã chơi sai 3-4 cái server rồi các bạn à. Đó, đó. Đây là một bản nghe nói chuẩn bị update tướng mới Trafalo đấy. Nhưng mà chưa biết khi mô thôi. Đó. Chắc cũng sẽ nhanh thôi. Đó. Nghe nói có Abu rồi cái tập One Big Movie lần trước á. Vì hiền viên của băng Roger ngày xưa đó, vua hải tặc ngày xưa đó, người nắm giữ chìa khóa One Big đó. Đó, đó, đó. À, nghe One Big đâu gần cả chục năm nay rồi mà chưa biết là cái One Big hình này mặt mũi nó ra làm sao. Nó nói khổ gì đâu. Trời ơi, mua cái này lâu dữ ta. Theo tưởng đâu là nhanh lắm các bạn, ai ngờ nâng cái này còn 10 lần nữa. Đó. Ngày nào các bạn cũng vô mua hết cái đống này cho heo. Các bạn mua chừng một tuần lại. Đó. Là bảo đảm các bạn sẽ đủ liền luôn. Đó. Nâng kỹ năng lên ầm ầm luôn. Đó. Nhớ nha. Ngày nào cũng vô mà mua hết cái này cho heo. Ngày chúng ta chỉ reset được có 20 lần. Chứ 3 lần phi nữa là 23 lần. Đó. Rồi rồi rồi. Đó. Thấy hay thì cho heo xin một like liền. Kéo xuống bấm nút like liền một video mà. Ủa dồi ôi tự nhiên sao lạnh như vậy. Một video mà nó được 50-100 like thì rất là có động lực để mà làm thêm nữa đó các bạn. Này này này. Ok luôn, tới luôn. Rồi rồi rồi.
Đó, đó, ok nè. Đó, đó, ok nè. Ok nha, đó. 16 rồi, 16 rồi. Hy vọng là chút vô nâng được cái gì đó nó ngon ngon. Em nghĩ là tí là ra coi mấy ông top mà ông nâng con Roger sao mình nâng y vậy. Đó, đi theo mấy ông top là một sự lựa chọn luôn đúng đắn. Tung kích, truy kích. Đấy, 19 nè. Còn tiếp theo là sẽ là 20 nè. Đó. Ok là. Rồi, xong. Rồi, sẵn dịp vô. Ơi, có hư nè. À, mấy cái quà top đấu trường đồ này nọ. Ơ. Ờ, ok, ok, ok. Mấy ông top đâu? Ủa, top sao đi con này? Ôi giời ơi. Ủa, không ông top nào đi ở bên này chơi Uta? Không ông nào chơi Roger hết vậy? Trời ơi. Không có bạn, không ông nào chơi Roger hết. Người ta không chơi thì mình chơi. Có gì đâu. Đúng không? Mình người ta không chơi thì mình chơi thôi. Ủa, ngày nãy nghe nói là mới được thêm mới còn thôi. Nào. Có thể lĩnh ngộ cái này là gì đây? Xuyên thấu à. Đây đây đây, mình đang cần xuyên thấu, lĩnh ngộ liền. Có nâng cấp được không? Trời ơi, cái nào? Đây đây đây, cái này tăng cấp được nè. Đó. Này tăng được không? Không. Rồi, nâng con Uta luôn. Người ta chơi Uta quá trời luôn mà. Tại sao mình lại không? Đó đó đó. Ok man. Con Uta này kỹ năng của nó cũng ngon đấy các bạn ơi. Rồi rồi rồi, bây giờ là còn một bước nữa là đẩy. Ui. Rồi rồi rồi, 100 nè. Đó, giờ là 300 mấy, cứ đè ghi ghiết vậy thôi. Đó, đủ level là chúng ta cho nó vô quẩy thôi các bạn à. Đơn giản không? Trời ơi, chơi game rất là đơn giản luôn, không có gì khó hết á. Các bạn chỉ cần nghe lời heo là vô là cứ quẩy tưng bừng qua lá lên là vô vô mod thôi, còn gì khó, có gì đó. Đơn giản lắm, đơn giản lắm. Rồi 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 rồi, 3 kg luôn, cho nó học 3 kg luôn. Ủa sao con này có 2 cái 3 kg vậy? Nó chán hơn con kia vậy ta. Rồi ok nè, cho xuyên thấu luôn hả? Xuyên thấu luôn, xuyên thấu luôn, tăng cấp luôn đó. Có thằng nào đang đeo bên kia hay gì ạ? Phải không? Phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đủ rồi. Rồi, đi ra dứt đấu trường liền các bạn. Ừ, khoan. Trước khi dứt đấu trường thì chúng ta phải đem nó vô bên này. Rồi, lưu cài đặt. Rồi, chúng ta sẽ vô đây. Nào, trả hù nào. Xác nhận, đó. Ừ, ừ, quýnh tao đi. Chết tàu bay rồi, chết tàu bay rồi. Đó, đó. Ừ, chết tàu bay rồi. Thôi rồi. Trời ơi, mày dễ gì, mày dễ gì Yoro. Mày dễ gì, mày dễ gì. Đó, ui, ui, kỹ năng Yoro kìa. Wow, wow, wow. Hồi sinh liền. Rồi, con Uta chuẩn bị chết nè. Đây. Đó, đó, thấy chưa, thấy chưa. Trời ơi, hút máu kìa. Ui, 400 gữ. Đó, và 310. Nó chênh lệch nhau ghê không. Đó. Wow, wow, ê Yoro hình như mới được làm lại kỹ năng hay gì các bạn, nhìn ngầu gì vậy? Cái nữa không bổ? Ôi, 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 thiệt trời. Á nói gì mà nó hiệp cái nữa thiệt. Đó, 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 ô, 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 đâu có dễ ăn của tao. Ơi, trời, trời, trời. Á đù. Ủa, ủa, sao nó liên kết hoài vậy? Oh my god. Ủa, alo. Tôi cũng làm hết khả năng của tôi mà sao tôi lại chết. Mà anh su thiệt. Rồi ok, anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thôi bye bye. Bây giờ chắc lo mà ép mấy cái vũ khí đồ lên quá.